xin chào tất cả mọi người bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau để giải bài này chúng ta sẽ vẽ bản xét dấu Bây giờ chúng ta cho x 1 bằng 0 thì chúng ta sẽ có nghiệm là x bằng 1. x cộng 1 bằng 0 chúng ta sẽ có nghiệm là 1. 3 x bằng 0 như vậy chúng ta sẽ có nghiệm là số 3. Bây giờ chúng ta xét tầng cục nha. X 1 bình phương. Chúng ta thấy rõ đây là mũ chẵn. Mũ chẵn có nghĩa là giá trị bên trái và bên phải của số 0 đều là số dương. X cộng 1 mũ 3. Đây là số lẻ. Có nghĩa là chúng ta biết hệ số ở đây là số 1. Số 1 là số dương kế bên chữ X. Như vậy dấu ô bên số 0 ở bên phải là dấu cộng. Qua bên đây sẽ là dấu trừ. Chúng ta thấy rõ trừ 3, 3 trừ 1 x, trừ 1 ở đây là số âm, cho nên dấu bên đây là dấu trừ, qua số 0 là dấu cộng. Cộng trừ cộng ra trừ, cộng 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 ra cộng, cái này ra số 0, cộng, cộng cộng trừ ra trừ. Như vậy, để nói cái khoản nào đồng biến và nghịch biến, thì chúng ta thấy rõ cái khoảng này chính là khu vực nghịch biến và cái khoảng này chính là khu vực đồng biến. Và đây chính là dùng bảng xét dấu để đi tìm giá trị f'x. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.